vườn nhà mình nè, nhưng mà nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà năm nay mình cũng có nhiều cây trái cho nên thành mình muốn đuổi sóc bằng bằng đuổi mấy con sóc bằng cách là mình làm mấy cái xi bằng CD á, mình treo lủng lẳng á đó. Cho nên thành hy vọng là sẽ giúp mọi người, nếu mà có cây trái giống mình sẽ được làm giống mình, sẽ được giữ được mấy con sóc. Nó không có ăn nhưng mà nó cứ phá thôi à, nó phá à, nó cắn nó bỏ thôi chứ nó không có ăn nhiều. Mình làm bằng cái CD mình treo lủng lẳng á, nhưng mà gió thì nó đông đưa đông đưa đông đưa đông đưa thì nó cũng thấy, nó cũng cảm thấy nó sợ. Năm nay thì nó không có thấy, giờ này mà chưa thấy nó đến thăm. Thành nó là cũng có vườn thì cũng có chút đỉnh nhỏ nhỏ thôi mà cũng có đờ, mọi thứ hoa. Hoa 10 giờ rồi, để mà nhà ai mà bị cây ăn trái mà sắp nó phá thì mình có thể làm theo, có thể mình làm theo để mà mình được tốt hơn. Bây giờ mình làm, tôi làm đủ cách rồi nè, ăn nó phá chứ, nó nhà hàng xóm cũng nhờ hưởng nhờ luôn đó, nhà hàng xóm cây táo này nó mấy năm nó phá đầy hết trơn, năm nay nó cũng hưởng nhờ nè, năm nay nó không không dám tới nè, nó không dám tới đâu, chưa thấy nó tới chứ không dám tới. Đây bên của nhà hàng xóm đó, chưa thấy nó tới. Ok này các bạn ơi, năm nay mình có cũng có nhiều trái cây lắm nè, táo táo hồng lê, rất là nhiều trái cây, mà trái cây rất là ngon, là tốt, là sai. Nhưng mà mỗi năm á thì sóc nó ăn nó phá, cỡ này là nó cắn nó phá hết rồi nè, cỡ này là không có còn để cho mình ăn đâu đấy, cỡ này là nó cắn hết, nó phá hết á, à, nó không có còn đâu đó. Mà nhưng mà năm nay mình làm cái mấy cái CD nè đấy, mỗi năm mình vẫn làm cái CD nhưng mà mình treo cao quá nó không có xi nhê. Năm nay mình treo thấp, mình treo lủng lẳng ở dưới gốc này, mà ban ngày thì nó chiếu lấp lánh lấp lánh, ban đêm nó vẫn chiếu lấp lánh. Mà thường thường sóc nó tới nó ăn là 5 giờ sáng rồi nó tới nó ăn, ăn sớm lắm. Sáng ra mình thấy dưới cái gốc cây là cái nửa trái nó cắn nó bỏ, nó cắn nó bỏ. À, năm nay mình treo thấp, cái CD này mình treo thấp thì may quá, hên quá, giờ phút này là trái nó vẫn lớn rồi nhưng mà nó vẫn không có ăn đó, nó vẫn không dám tới, không dám tới nè, trái nó sai lắm, nó sai lắm, rất là sai, sai ơi là sai luôn á, năm nào nó cũng sai vậy đó. Mà nó ăn nó phá, nếu mà nó ăn hết thì mình cũng không nói đi, kệ nó đi, nhưng mà nó không có ăn, nó chỉ phá, rủ nhau tới nó phá. Ngủ dậy là sáng là thấy dưới gốc cây đầy đầy hết trái, cắn làm đôi làm đôi làm đôi làm đôi đó. Cho nên năm nay ấy, mình tìm đủ cách rồi, mình nhà mình là tìm đủ cách rồi, tại vì năm nào cũng có trái mà. Đó, thấy cái CD nó cái lúc lắc gió đung đưa đung đưa đung đưa, chiếu 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 là ảnh thấy chiếu chiếu ảnh sợ, nó không có dám tới. Hy vọng là nó sẽ tốt hơn. Rồi cái hồng nè, đó trái nó cũng sai dữ lắm nè, trái nó sai lắm mà đó. Cái hồng được cái mùa đông nó chết, nhưng mà mùa ấy nó mọc lại, trái nó nhiều lắm, mà trái lớn, trái bự lắm, hồng tròn đó. Nhưng mà mỗi năm nó cũng mình mới thấy được một ít trái, chưa kịp gì hết, mình ra mình dòm không còn trái nào hết á, không còn trái nào. Năm nay thì mình cũng đi lấy đồ mình trùm, mình lấy đồ mình trùm đó, mình cũng trùm, nhưng mà mình cũng nghĩ bây giờ trùm cũng không có hết được, bao nhiêu cây trái này mình trèo mình trùm cũng không được, trèo mình trùm cũng không được, nó nhiều lắm sao mình trùm hết được đó. Mình cũng lấy đồ bao rồi mình bóng lại nè đó, bọc lại nè. Nhưng mà rốt cuộc bây giờ mình cũng treo cái CD đó, à, cũng treo CD, treo xuống gốc, à, dưới gốc mà cái mà gió nó đung đưa nó kêu 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 ảnh sợ đó. Khi mà gió anh thấy nó đung đưa nó kêu ảnh sợ đấy, anh không có dám tới nè. Treo nhất là anh chuyên mua, anh bò ngay chỗ cái hàng rào này, anh bò qua đây để mình treo cây nó ăn.
Bây giờ mình cũng treo CD. Bây giờ mình cũng treo CD đó. Mình cũng treo lên, mình cũng bay rủi thôi, hên xui thôi. Mình cũng treo ảnh lên cho cái, mà ai ngờ bây giờ thì ảnh cái gió nó rung đùng đưa. Nó đùng đưa cái ảnh không dám tới. Đó, cái đùng đưa nó đùng đưa là rầm đập vào trong tường á. Là trong tường nó rầm. Với lại nó kêu sáng. Đó, nó kêu sáng nè. Nó kêu sáng, ảnh đâu có dám tới, sợ. Mình chưa có xua. Trái. Nó chưa xua, nhưng mà được cái là hy vọng là nó không tới. Cỡ này là nó ăn hết rồi, không còn đâu. Không còn cho mình ngó nó đó, chứ đừng nói chuyện thu hoạch. Đó, nhưng mà năm nay thì mình thấy hy vọng là chỉ có khi nào nó rụng thì thôi, không sao. Nhưng mà nó không có ăn, nó chưa có tới phá. Nó không dám tới phá cây lê này. Mình cũng treo lủng lẳng nè. Đó, treo lủng lẳng nè, trái nè. Có mấy trái không có nhiều, nhưng mà nó ăn hết trơn à. Buồn cây lê này, cây lê ổi trái ngon lắm, mình cũng trùm. Trùm mà chắc gì mà nó được. Nó cũng vô nó ăn hết trơn à. Đó, mình cũng trùm cái này. Trùm rồi mình cũng trùm hộp. Đó mình cũng trùm. Trùm bằng hộp, mình cũng trùm đủ thứ á. Đó, rồi rốt cuộc cuối cùng mình cũng làm cái CD này đó. Đấy. Đó, CD đó. Mình cũng treo CD lủng lẳng vậy đó. Gió lên cái nợ chiếu là nó đâu có dám. Nó thì cảm nghĩ nó cũng sợ. Rồi nó cứ đập trong cái tường á, râm trong cái tường. Đó là cũng đó, cái giường nhỏ nhỏ thôi mà cũng trồng đủ thứ. Rồi cái này nhà đam cũng trồng đủ thứ. Cái này thì mùng tơi mà năm nào nó cũng mọc. Đây là ớt hiểm của Việt Nam á, ớt hiểm á. Năm nào nó tự mọc mà không có trồng. Đó. Cái cam. Xả. Cái đào tiên, cái nghệ. Cái này cây gừng. Cái này cây nghệ đen. Rồi, cái này cây vả nè. Nó cũng ăn dữ lắm. Mình bắt thang mình treo bên đó, nó đập rầm vô. Cái này cây sung của Mỹ á, nó đập rầm vô. Này, mình cũng treo mấy cái CD nè. Chiếu dưới đó, cái góc là một. Rồi mình treo bên tường bên kia là nó chuyên treo từ bên trường nó qua. Mà mình chưa kịp có trái hết trơn là nó ăn hết trơn rồi. Nó ăn hết nè, mình không có ăn được gì hết trơn á. Mới thấy mấy trái chưa kịp chín á thì nó ra đang hết rồi. Nó này cây cam thì nó không có phá rồi. Cam nó chết sịch mà năm rồi. Mấy năm trước nó bị đông đá, mình tụ cây này lại thì nó còn sống. Đó, cây này là cây sùng thảo, là cây giống như cây đông trùng hạ thảo vậy đó. Cái trái nó cũng đẹp lắm. Cái củ nó trắng mà sùng như con sùng vậy. Ăn nó rất là tốt. Nó tốt thành mình cũng trồng một mớ đó. Cây này cây mua 25 đồng. Trồng cây lá giang 25 đồng mà trồng để dành từ năm rồi, năm nay đưa nó ra. Rồi cũng có cây này của quê nó mọc đầy vườn đó. Cây trong mồng tơi nó mọc đầy vườn đó. Rồi cây này mồng tơi Nhật. Nghệ thôi là tốt lắm, năm rồi mình hái vô mình làm mình bắt chước mình làm theo nghệ, mình làm tinh nghệ, bột tinh nghệ. Rồi cái này riêng là cây sâm đất trồng để lấy củ thôi, chứ nó cái hoa nó nghe nó cũng đang tùm lum, mình cái hoa ra mình cắt hết rồi. Cái này là cây ổi Đài Loan, mà ổi mà loại ổi ngon á. Ruột đỏ mà không có hột. Bạn cho hai cây họ ương họ cho, mà bây giờ mình cũng sống được hai cây. Cây hồng cũng ngon lắm, bên này năm nay nó chết hết cành. Mình cũng treo CD lủng lẳng nè. Cây hồng này rất là năm nào nó cũng sai, trồng mấy chục năm. Mua nhà là trồng nó đầu tiên. Nó cũng ăn nó phé lắm, rồi thôi cũng treo CD lủng lẳng. Đó, tại gió nó cái nó đông đưa nó tưởng là mình ấy, nó sợ. Đây là cái ổi xẻ. Cái này là cây lát chua để ăn bánh xèo. Này cái hoa lily, này cái hoa iris. Này là cây
kim thất tai để mà mình ăn trị tiểu đường. Tiểu đường cái này là ai cũng biết là cây chía tô. Ở đằng sau kia mình có cây củ chuối đó, cây củ chuối á, lá đẹp chưa, to chưa. Cái lá này mình thay mình lấy cái lành làm như mà làm lá chuối để mình đựng cái gì mình đựng, đẹp chưa. Vô 7 đồng cây mà trồng mới lên cỡ này. Ở đây là rau lan để luộc. Cây này là cây bưởi, cái cam mà bây giờ nó lên cây dại này, chờ nó lên cây dại. Cây bình tinh á, cái bình tinh á. Wow, sao nó bị gãy vậy trời. Rồi men bị gãy khúc rồi, cái bình tinh, cây cam. Thùng cái này, cái vườn nhỏ thôi nhưng mà trồng đủ hết trơn, cũng có đường đi để mình đi. Sáng tôi đi bộ. Cái này cũng cây bình tinh, cái này dưa leo, hổm này hái ăn rồi đều. Trái này, hổm này hái ăn đều á, dưa leo. Rồi cái này là cây đậu răm. Này là cây đậu chua, hoa màu hồng, hoa màu vàng. Đám này là đám ăn bún riêu này, ăn bún riêu. Này đây là cây đào lùng, cây đào lùng á, trồng bây giờ nó mọc thì ghê hồn chưa, nó mọc sợ chưa, qua wow, chắc chặt bớt rồi, ghê quá. Cái này là lục bình. Sen trắng, sen hồng, nhưng mà mình mới nó ra bông rồi mà năm nay mới cắt bỏ nè. Nha đam. Ngày mai. Mai cũng bị á. Rồi cây này cái ớt, mà ớt gì không biết nè, trái nhỏ xíu à. Ra chim ăn hết nè. Cây này là cây nước đen. Thank you.
chứ mà cũng có cái đường đi đó mình đi bộ nè, mỗi sáng tôi đi bộ á, sáng nào cũng đi bộ 2 mile. Này cái chanh vàng mà giờ nó chết rồi, bây giờ còn lại nữa. Sáng tôi đi bộ 2 mile mà cái nhánh này ảnh thấp quá, ảnh đụng đầu nữa nè, đá nhiều quá luôn là ré tôi né mà bên tôi đi. Tôi đi bộ 2 mile 2 mile 3 mile vậy, hôm nay đi được 20 mấy rồi, 3 mile. Vườn nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà đó, mấy cái CD lủng lẳng đó chưa, gió lủng lẳng là nó kiếp, không dám đi đấy. Nhiều lúc ban đêm ông xã tập dậy dậy sớm tập thể dục á, tự nhiên ông xã thấy ui sợ cái gì mà nó kiếu vậy, cái gì mà nó kiếu vô nhà anh mất hồn á, mất hồn cũng ngồi chi ra mấy con sóc, tự dưng giật mình luôn, anh giật mình nó ủa sao cái gì mà kiếu nè đó. Các bạn mình thích thì cái việc là giống mình đi, hy vọng là cái trái nó sẽ tốt á, nó sẽ có trái cho mình ăn. Nhưng mà mình cứ đi bộ thôi à, đó đi bộ đi tới đi lui đi bộ nè, không có cái đường đi vô này đó. Ok nè. Gió lên là vui lắm, nó chiếu dữ lắm. Thấy chưa, đơn giản vậy thôi các bạn ơi. Mình cũng làm bẫy rồi, mình cũng làm súng bắn đạn nhựa rồi, mình cũng làm cái giấy mùi vàng để mà mình che cho nó đụng vô rồi nó hít nó dính đó. Chịu thua luôn, không có được.